Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nuôi bò cần hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường. Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh siết chặt cơ sở y tế ngoài công lập. Ninh Bình hướng du lịch Tam Cốc kích động văn minh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả canh tác nông nghiệp, đồng thời cải tạo các diện tích đất trũng kém hiệu quả, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, có nhiều biện pháp khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 475 ha. Các diện tích này phần lớn được quy hoạch chuyển đổi sang trồng cây lâu năm và nuôi thả thủy sản, cho thu nhập trên 200 triệu đồng một ha trên năm. Trong đó, địa phương có diện tích chuyển đổi hiệu quả như xã Thủ Sĩ 75 ha, Trung Dũng 65 ha, góp phần hình thành các vùng sản xuất canh tác tập trung, không còn tình trạng nông dân bỏ ruộng trống do canh tác kém, tạo điều kiện để bà con tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế theo mô hình trang trại. Liên kết cánh đồng mẫu lớn, sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi. Huyện Nam Trực có 11.565 ha đất sản xuất nông nghiệp, gồm đất trồng lúa, đất chuyên màu và đất trồng hoa cây cảnh. Sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, huyện đã hình thành được 3 vùng sản xuất nông nghiệp chính là vùng chuyên trồng lúa trên 8.300 ha, vùng đất bãi bồi ven sông Hồng và sông Đào trên 300 ha và đất chuyên màu trên 1.200 ha. Thực hiện chỉ đạo của huyện, tại nhiều địa phương đã hình thành và phát triển các mô hình cánh đồng lớn có liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao như vùng chuyên canh cây màu, cây vụ đông ở các xã Nam Dương, Nam Hùng, Nam Hoa, thị trấn Nam Giang, vùng bãi bồi ở Nam Thắng, Tân Thịnh, vùng trồng hoa cây cảnh ở các xã Điền Xá, Nam Toàn, Nam Mỹ, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm tỷ đồng. Năm 2018, huyện Nam Trực có 45 cánh đồng lớn với quy mô 2.800 ha chuyên sản xuất lúa, cây màu hàng hóa, tăng 19 cánh đồng lớn so với năm 2015. Cùng với trồng trọt chăn nuôi trên địa bàn huyện Nam Trực cũng chuyển dịch nhanh từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng sang chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, tập trung quy mô vừa, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện toàn huyện Nam Trực có 18 trang trại, tăng 9 trang trại, hiệu quả kinh tế tăng gấp 2,5 lần so với năm 2011 và 345 gia trại, giá trị sản xuất hàng hóa bình quân đạt trên 900 triệu đồng một gia trại. Tận dụng vùng bãi ven đê và lợi thế phát triển cây màu tại địa phương, hơn 1.000 nông dân tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã có điều kiện để phát triển đàn bò. Phát triển cần có sự quy hoạch để không gây ô nhiễm môi trường là điều nhiều nông dân địa phương đang mong muốn. Ông Đỗ Xuân Phường là một hộ chăn nuôi bò với số lượng nhiều nhất tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Thời kỳ nuôi nhiều nhất tới 50 con, nhưng với việc chăn thả có quy hoạch nên không gây ô nhiễm cho khu dân cư. Số hộ chăn nuôi bò như hộ của ông Phường không nhiều. Ở Vũ Thư, phần lớn vẫn là chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ. Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Vũ Thư, cả huyện có trên 4.000 con bò và hơn 1.000 hộ nông dân tham gia nuôi. Để hướng tới chăn nuôi trang trại với số lượng từ 20 con trở lên, các hộ chăn nuôi đề nghị ngành chức năng cần có hướng hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật xử lý môi trường. Xã Sa Minh, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình là vùng đất chiêm trũng. Do không có nghề phụ nên người dân chỉ dựa vào gieo cấy 2 vụ lúa mỗi năm. Chính vì vậy mà tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, cũng đồng đất ấy, người dân đã biết phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, mạnh dạn chuyển đổi sang làm các mô hình lúa xen cá hay chuyên canh thủy sản. Nhờ vậy, đời sống đã có bước cải thiện rõ rệt. Xã Gia Minh có tổng diện tích đất nông nghiệp là trên 340 ha, trong đó diện tích sâu trũng chiếm tới 80%. Do vậy, năm nào mưa to, bão lớn, nước lũ dâng cao thì coi như lúa vụ mùa mất trắng. Còn năng suất lúa vụ chiêm cũng chỉ đạt bình quân trên 50 tạ một ha. Để nâng cao tiêu chí thu nhập trên 1 ha đất canh tác, năm 2016, Đảng ủy chính quyền xã đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với tổng diện tích gần 50 ha. Hàng chục hộ dân đã liên kết thành lập tổ hợp tác, cùng nhau thay đổi hình thức nuôi từ quảng canh sang đầu tư thâm canh, sử dụng hệ thống ao nổi, lót bạt, lắp đặt quạt nước,
và cùng hỗ trợ nhau về khoa học kỹ thuật nuôi thả, phòng chống dịch bệnh, con giống cũng như đầu ra. Đối với trên 200 hectare diện tích chỉ cấy một vụ, hiện nay xã Gia Minh cũng đang khuyến khích nhân dân đầu tư nuôi thả theo hình thức lúa xen cá. Nhờ vậy, tổng sản lượng thủy sản hàng năm không ngừng tăng cao. Năm 2018, toàn xã đạt trên 150 tấn, năm 2019 phấn đấu đạt trên 300 tấn thủy sản. Vừa rồi chúng tôi đã điều chỉnh quy hoạch, đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch để đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mở từ 200 lên đến khoảng 250 hectare lúa xen cá. Và chính cái mở rộng của mô hình thủy sản này thì đem lại cái hiệu quả cao cho nhân dân. Bởi vì những cái vùng trũng, đặc biệt cái vụ mùa cấy lúa không hiệu quả thì chúng tôi đem chuyển dịch cơ cấu để đem lại cái thu hoạch cho bà con nhân dân. Với sự động viên khuyến khích của Đảng ủy chính quyền cùng sự mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi thả thủy sản đã giúp thu nhập của người nông dân xã Gia Minh ngày một tăng cao, giá trị trên một hectare đất canh tác từ 45 triệu tăng lên đến gần 100 triệu đồng một hectare. Thu nhập thấp, sản phẩm làm ta khó tiêu thụ là nguyên nhân chính nghề làm dây thường ở thôn Lại Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương bị mai một. Theo những người cao tuổi ở thôn Lại Trì cho biết, nghề làm dây thừng ở đây có từ xa xưa, thời kỳ cao điểm những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước, cả làng hầu như gia đình nào cũng làm nghề. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm trở lại đây, khi các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh và huyện đã thu hút hầu hết lực lượng lao động trẻ, trong khi thu nhập của nghề này mỗi ngày chỉ được khoảng 30.000 đồng, nên dần dần mọi người không còn mặn mà với nghề truyền thống của cha ông để lại. Hiện cả làng chỉ còn khoảng hơn 10 gia đình làm nghề, mà chủ yếu chỉ có người cao tuổi và trẻ nhỏ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập. Nghề truyền thống của chúng tôi làm từ thuở nhỏ, lớn lên mà chưa biết đi lao động nặng này cũng đã tập làm rồi. Thế đến bây giờ thì về cuối đời thì lại đến tuổi già thì thôi thì cũng không đi lao động nặng được nữa, là chúng tôi cũng nghĩ là thôi thì là cứ làm được thêm cho con cháu thêm được tí nào là nó hay tí đấy, đỡ con đỡ cháu. Thì chúng tôi cũng cứ tranh thủ chiều tối chiều sáng rồi thì lúc rỗi rồi ngày mưa ngày mát thì là chúng tôi cứ ngồi chúng tôi làm như thế này. Thế thì nó thêm mà cho các cháu thì nó đỡ đồng tiền rau mắm đi. Ông Nguyễn Văn Tiết là một trong số ít những người còn tâm huyết với nghề truyền thống của quê hương. Ông Tiết cho biết sau khi xuất ngũ về địa phương, thấy mọi người hăng hái làm nghề, nhưng do làm bằng phương pháp thủ công, năng suất lao động thấp nên thu nhập không cao. Ông đã mày mò sáng tạo ra những chiếc máy làm dây thừng, nâng cao năng suất lên gần chục lần so với làm thủ công. Tháng 72 tôi bộ đội về thì tôi mới thấy vợ con mới cứ đi mượn mãi mới được cái máy một. Cái một thì con máy có một dây thôi. Thế xong rồi về tôi mới sáng tạo ra, tôi bảo là thế này thì cứ phải đi mượn này thì mà lại có máy một dây nó lâu lắm. Cho nên tôi sáng tạo ra hai dây. Hai dây xong rồi tôi bảo hai dây thì cái mỏ ở giữa thì nó lãng phí. Cho nên tôi bảo thế sáng tạo ra ba dây. Thế là máy ba dây. Ba dây xong rồi về sau tôi bảo thế này thì ba dây, làm được ba dây rồi thì sẽ làm được năm dây. Thế tôi làm ra cái máy năm dây. Bỏ 5 giây rồi sẽ làm ra 7 giây vì nó cứ phải nẻ mà. Thế tôi làm ra loại 7 giây. 7 giây rồi tôi phải làm được ra 9 giây. Tôi làm được 9 giây. 9 giây rồi xong một cái ông ấy quay ở dưới Doan Diệm, ông ấy lên ông bảo là làm cho ông cái 12 giây. Để ông ấy dở ra hai cột điện, ông ấy đi ông làm luôn. Thế là ông ấy chạy motor. Tôi làm cho ông 3-4 cái 12 giây. Để làm ra thành phẩm là những sợi dây thừng, người dân ở Lại Trì phải đi mua bao dứa cũ về giặt sạch, rồi tước ra từng sợi, sau đó xe thành các sợi lớn hơn. Từ các sợi này, sử dụng máy móc hoặc lao động thủ công để bện thành sợi dây thừng thành phẩm. Trước đây, những sợi dây thừng làm ra từ làng nghề này được dùng nhiều để buộc giàn giáo xây dựng. Nhưng nay các công trình xây dựng sử dụng giàn giáo lắp ghép nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn hơn. Sau khi làm ra các sợi dây thừng, các hộ dân lại chờ thương lái đến thu mua hoặc tự mang đi tiêu thụ tại các chợ ở những địa phương lân cận. Không chỉ Lại Trì, nhiều làng nghề khác trên địa bàn tỉnh cũng đang mai một do thu nhập thấp và thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong những năm gần đây, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phát triển với tốc độ nhanh chóng. Sự ra đời của các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân đã giúp người bệnh có thêm lựa chọn các dịch vụ y tế, qua đó giảm tải đáng kể cho các bệnh viện công lập. Tuy nhiên, vấn đề quản lý chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh đem lại lòng tin, sự an tâm cho người dân đối với những phòng khám tư nhân vẫn là điều trăn trở đối với các cơ quan chức năng. Đáp ứng nhu cầu về thủ tục nhanh gọn, đơn giản và giúp người bệnh có thêm cơ hội để lựa chọn các dịch vụ y tế, ngày càng có nhiều cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập xin cấp phép và đi vào hoạt động.
Tuy nhiên bên cạnh những cơ sở đạt tiêu chuẩn, tuân thủ tốt các quy định khám chữa bệnh, vẫn còn tồn tại một số phòng khám chưa có đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định, máy móc thiết bị y tế còn lạc hậu, cơ sở phòng khám chủ yếu được tận dụng không gian nhà ở của gia đình. Nhiều phòng khám chưa được cấp phép hoạt động hoặc đã hết hạn, bác sĩ chưa có giấy phép hành nghề. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro cho người dân khi khám chữa bệnh. Tại huyện Quế Võ, hiện có 129 cơ sở hành nghề y dược. Dưới sự giám sát và quản lý chặt chẽ của phòng y tế trong 6 tháng đầu năm, đã kiểm tra giám sát và yêu cầu đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở và yêu cầu nộp phạt trên 30 triệu đồng. Sự ra đời và hình thành các cơ sở y tế ngoài công lập là cần thiết. Tuy nhiên, để công tác quản lý hành nghề y tế ngoài công lập chặt chẽ, đúng quy định, bên cạnh tăng cường công tác quản lý giám sát cơ sở, nhân lực hành nghề của các cơ quan chức năng, thì việc giám sát của các đoàn thể, người dân đối với hoạt động y tế ngoài công lập là vô cùng cần thiết, qua đó tránh được những biến cố không đáng có xảy ra. Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng, gọi tắt là NORED, triển khai tại 6 bệnh viện tại Thái Bình, trong đó có 3 bệnh viện tuyến huyện là Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư và Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương. Dự án đã góp phần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân. Nhờ sự tài trợ của dự án NORED, các bệnh viện tuyến huyện được mua sắm máy chụp X-quang kỹ thuật số DR trị giá trên 5 tỷ đồng, đầu tư hệ thống phòng mổ nội soi và các trang thiết bị cấp cứu như bơm tiêm điện, máy truyền dịch. Đồng thời, được hỗ trợ thực hiện nhiều chương trình đào tạo tại tuyến trên, đào tạo tại chỗ. Mỗi năm có hơn 300 lượt cán bộ thuộc các bệnh viện tuyến huyện được nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo sự cố y khoa, chuyển giao kỹ thuật về tim mạch, sản khoa, phẫu thuật xử lý chấn thương, chăm sóc bệnh nhân hồi sức cấp cứu. Mỗi bệnh viện trong dự án thực hiện khoảng 1.000 ca phẫu thuật một năm. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm chỉ còn chưa tới 10%. Đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh Nam Định có trên 182.370 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 2.010 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố đã làm tốt công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, phối hợp với hệ thống bưu điện từ tỉnh đến các địa phương, tổ chức mạng lưới chi trả chế độ bảo hiểm xã hội thường xuyên, một lần và ngắn hạn cho các đối tượng đúng lịch từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 hàng tháng. Làm tốt việc quản lý đối tượng, giải quyết đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt việc quản lý thu chi bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời hồ sơ và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng. Tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm 2019 là hơn 2.500 tỷ đồng. Sau 2 tháng triển khai chỉnh lý, bổ sung và hoàn thành tổng thể, sáng nay thành phố Bắc Ninh chính thức đưa nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt vào hoạt động. Đây là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh. Sau khi thành phố tổ chức họp bàn, xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành liên quan, nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt được chia làm 3 phòng. Tại phòng trưng bày chính về tiểu sử và sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt, thành phố đã chỉnh lý 20 hiện vật, bổ sung hơn 150 tư liệu, hiện vật và hình ảnh. Riêng gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt trao tặng 32 tư liệu, hiện vật, đồng thời tiến hành chỉnh lý nội dung, in lại một số ảnh tư liệu đã có tại nhà trưng bày và bổ sung làm mới 2 phòng bên cạnh. Phòng bên trái nhằm phục dựng một phần nơi ở và làm việc lúc sinh thời của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Phòng bên phải có chủ đề Hoàng Quốc Việt với tình hữu nghị nhân dân các nước vì hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển. Phòng được trang bị thiết bị kỹ thuật nghe nhìn tiên tiến là giải pháp trưng bày mở bằng hình ảnh sinh động, lôi cuốn, giúp người xem dễ hiểu, dễ nhớ. Ngoài ra, không gian bên ngoài nhà trưng bày cũng được bổ sung trang trí đảm bảo cảnh quan, tạo điểm nhấn cho khu trưng bày. Các tài liệu hiện vật được chỉnh lý bổ sung đã làm rõ hơn về tiểu sử đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhấn mạnh những công hiến, đóng góp của đồng chí trong tiến trình cách mạng Việt Nam và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng sống, ý chí kiên định và độc lập dân tộc cho các cán bộ, đảng viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc. Với chủ đề Thanh niên hành động vì cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của tuổi trẻ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình với các hoạt động thiết thực ý nghĩa đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được huyện đoàn Yên Mô triển khai theo hướng tập trung mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, khả năng hoạt động đa dạng của đoàn viên thanh niên cũng như của các cấp bộ đoàn, tình nguyện viên. Trong đó tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thiếu nhi. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay của huyện đoàn Yên Mô đã vận động tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên với các công trình phần việc phù hợp cụ thể. Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ trên địa bàn huyện đã lưu lại không chỉ ở những công trình an sinh xã hội, mà còn là niềm tin, niềm vui về sự gắn kết của tuổi trẻ với thiếu nhi, với nhân dân. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, tuổi trẻ Yên Mô đã ghi được dấu ấn trên nhiều mặt của đời sống xã hội, màu áo xanh tình nguyện ngày càng đẹp hơn qua mỗi mùa hè xanh. Bên cạnh việc tích cực về giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân các địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay các xã thị trấn chưa quản lý xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật. Nhằm khắc phục tình trạng trên, tỉnh ta đang tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn. Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động để các hộ sản xuất trong làng nghề hiểu rõ, từ đó nghiêm túc chấp hành mọi quy định về bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 di rời toàn bộ các cơ sở sản xuất thuộc nhóm tái chế giấy, kim loại, nhựa, nhuộm và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang hoạt động trong khu dân cư vào cụm công nghiệp làng nghề. Phấn đấu cơ bản kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, không phát sinh thêm các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới. Phấn đấu xử lý 100% các làng nghề bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo danh mục của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định. 100% cụm công nghiệp làng nghề tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Chủ trương xây dựng lực lượng công an xã chính quy đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn đang tiếp tục được lực lượng công an nhân dân tích cực triển khai. Thời gian qua tại tỉnh Hưng Yên, việc đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh trưởng phó công an xã đã được thực hiện nghiêm túc và bước đầu phát huy được hiệu quả rõ rệt. Theo đề án, trong năm 2019, tỉnh hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mô hình tổ chức lực lượng công an chính quy tại xã bao gồm một trưởng công an xã, một phó trưởng công an xã và từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 122 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 41 xã thị trấn. Quá trình triển khai thực hiện đề án được cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ thống nhất cao, từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân. Điển hình như công an xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, công an xã Thụy Lôi và An Viên của huyện Tiên Lữ. Về cái đánh giá thì các đồng chí công an chính quy đã triển khai tổ chức thực hiện, nhất là các cái mảng về an ninh trật tự thì chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn, thực hiện theo đúng cái quy định của ngành công an. Qua cái đánh giá khi triển khai cái lực lượng công an chính quy xuống đảm nhiệm chức danh công an xã cho đến nay thì thấy rằng là cái công tác quản lý nhân hộ khẩu, thế rồi công tác thường trực tiếp dân, giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến công dân được cụ thể và được kịp thời. Thế và đặc biệt là cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì được phát huy tác dụng ngay từ ở cơ sở. Thời gian tới, công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu triển khai thực hiện đề án theo đúng lộ trình đề ra, tham mưu đề xuất với Bộ Công an tăng cường biên chế để công an tỉnh có đủ nguồn cán bộ thực hiện lộ trình của đề án, đồng thời đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp khắc phục khó khăn, bố trí cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu công tác thường trực chiến đấu của lực lượng công an xã chính quy. Trong những năm qua, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các lực lượng chức năng, xây dựng khu du lịch Tam Cốc Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Nổi bật là đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, văn minh, văn hóa và vệ sinh môi trường. Đối với lực lượng công an xã, đồn công an Tam Cốc đã tích cực chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ và đảm bảo an toàn hoạt động của du khách và người nước ngoài đến địa bàn tham quan du lịch.
Tại hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng khu du lịch Tam Quốc Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn vừa diễn ra, các đại biểu khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi một số nội dung về hiệu quả hoạt động của tổ tự quản, góp phần xây dựng nếp sống văn minh du lịch, công tác kinh doanh du lịch gắn với việc đảm bảo an toàn khu điểm du lịch, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, nhất là khách nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.